Xin chào quý khán giả trở lại với video tiếp theo vào sáng nay trên kênh của Lan Thang Vlog. Vậy là buổi chiều ngày hôm qua, Má Tư đã gấp rút sang nhà của Hồng Loan để xử lý những công việc lúc sáng. Do có một người phụ nữ lạ mặt đã làm những hành động được cho là tâm linh trước bàn dòng của nghệ sĩ Vũ Linh. Đặc biệt là bà ta có sao lên đầu Hồng Loan và đem những câu niệm chú gì đó cũng khiến cho mọi người rất lo lắng. Và Má Tư Quốc Thành luôn luôn là như vậy mỗi khi nghe nhà số 5 đoàn thị điểm có chuyện gì là lập tức vào xử lý ngay má tư là người hiểu về tâm linh cũng như là biết cách xử lý nên chúng ta cũng yên tâm không vấn đề gì cả người đó ở xa đến và họ làm những điều gọi là mê tín dị đoan thôi và chúng tôi có nghe nói được người phụ nữ này là thầy cúng ở dưới sóc trăng nhưng không biết sao lại lưu lạc cũng như là đi vào nhà của hồng loan để làm những chuyện không giống ai như vậy khán giả lo lắng là có lý do nha cô chú. Bởi vì thời điểm này là thời điểm được cho nhạy cảm khi bên phía bún bò họ đang chạy đua với thời gian để tìm những bằng chứng, chứng cứ để bổ sung cho tòa vào ngày 23 tháng 7. Nên ai cũng nói cũng sợ rằng họ sẽ tìm cách để hại hồng loan trong thời điểm này. Nên ai cũng muốn rằng bây giờ nếu như khách hàng vào nhà của hồng loan mua hàng thì phải làm sao đó có người đi theo để xem và giám sát chứ nếu như cứ để họ vô tư như bây giờ thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện và thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật để khán giả yên tâm phần nào về câu chuyện bữa sáng hôm qua và tiếp theo là có một thông tin rất sốc đó là anh lê tím đã lên tiếng xin lỗi chị HB trong buổi chiều ngày hôm qua đây là một điều chúng ta cũng dự đoán được rồi Nhưng không ngờ anh ta lại lên tiếng Và xin lỗi chống dánh như vậy Trước kia lời tính là một người lên bài viết liên tục Luôn luôn để công kích chị HB Nhưng giờ anh ta lại đi theo vết xe đổ của cô Hà Mã Nên đã lên tiếng xin lỗi chị HB Và có ý định là sẽ giúp đỡ chị HB này kia Đó là một cái hành động mà chúng tôi nghĩ là mọi người chúng ta sẽ bị sốc. Không nghĩ là nghệ sĩ Lê Tính sẽ làm chuyện đó. Không ai nghĩ rằng một người trước kia đã từng có những bài viết vô cùng sắc bén để mà công kích và giả thẳng mặt chị HB. Nhưng bây giờ thì lại quay lưng có những lời xin lỗi. Không biết là HB có nhận hay không. Nhưng chúng tôi thấy Lê Tính đã hạ mình để xin lỗi chị HB trong buổi chiều ngày hôm qua rồi. Đây là một hành động rất sốc sốc cho những ai nằm bên phe yêu mến của Hồng Loan ngỡ ngàng và thêm một tin nữa và cũng mới nhận được đó là anh của Hồng Loan đã chính thức lên tiếng về chuyện anh sẽ nhờ pháp luật can thiệp vào những kênh youtube hoặc những mạng xã hội gọi đích danh tên của anh tên trên mạng xã hội để biêu ríu để hạ bệ mình đây là một hành động mà cũng đã được chúng tôi dự đoán được rồi và người anh quay lưng của Hồng Loan cũng đã liên tục vì cộng đồng mạng kéo tên có những bài viết công kích hạ bệ nên anh ấy phải lên bài để đính chính cũng như là cho rằng nếu như ai còn dùng tên của anh hoặc là biệt danh anh rồi cũng không được dùng nha cô chú anh chị đó là tin mới nhất mà chúng tôi nhận được còn nếu như ai cứ muốn dùng thì anh ta sẽ kiện có thể sắp tới những ngày gần đây thôi sẽ có một chiếc xe đến và gom hết đi những món đồ còn sót lại trong nhà của Hồng Loan và chính thức là sạch bóng bún bò khỏi nhà số 5 đoàn thời điểm. Ai cũng muốn như vậy cả. Đợt mà tủ lạnh bốc mùi thì nhiều người cũng nói rằng Hồng Loan nên xử lý sớm đi. Cũng đừng chờ đợi tòa án nhưng mà rất khó. Bởi vì tòa án chính là những người đã niêm phong thì chúng ta phải chấp nhận là việc tòa án phải đưa công dân xuống thì Hồng Loan mới dọn đi được. Nhưng mới nhất thì chúng tôi nghĩ với một sự quyết liệt ở phiên tòa sáng hôm kia thì chắc chắn là sẽ sớm có một cái văn bản xuống thôi để bên kia sẽ phải chấp hành là đi tới gom đồ và sạch bóng khỏi nhà của Hồng Loan. Có thể là trong thời gian trước họ không muốn đến bởi vì họ cố tình để như vậy để phá Hồng Loan, để ca khịa Hồng Loan cho mệt mỏi. Nhưng đến giờ phút này được xem là giai đoạn cuối của Rama rồi thì họ không muốn cũng không được và chắc chắn phải đến dọn đồ đi trong một ngày gần nhất mà thôi. Đây là những tin mà chúng tôi nghĩ trong ngày hôm nay khán giả sẽ rất là vui mừng, chia vui với Hồng Loan rất nhiều. Một số người đã nói rằng đây chỉ mới là quà giải thôi, có gì đâu mà chia vui. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng bây giờ những người bất lợi đang là phe cổ bún bò và Hồng Loan là người đang vô cùng tự tin. Quan trọng nhất vẫn là việc thân phận của Hồng Long đã được Ủy ban Nhân dân quận Phú dựng xác nhận và hoàn toàn hợp pháp chứ không có chuyện muốn bác bỏ. Như cô Sáu đã nói, đây là tin vui không thể vui hơn. Còn những vấn đề khác chúng ta sẽ tiếp tục đón chờ trong những thời gian tới. Không có gì dội dã cả. Người phải dội dã bây giờ chính là phía bún bò khi mà họ chỉ còn 15 ngày thôi để đi tìm những cái gọi là di chúc miệng này kia để bổ sung lên thì không biết họ đào ở đâu ra kể từ khi mà họ lên tiếng về vấn đề di chúc miền đến nay cũng là hơn một năm rồi nhưng họ chưa chứng minh được thì thử hỏi trong vòng dọn mười 15 ngày tới thì làm sao tìm ra được có một số người đã nói vui rằng bây giờ phía bún bò phải làm sao đó phải xuống dưới đó hỏi nghệ sĩ vũ linh và xin nghệ sĩ vũ linh nói lại cái đoạn đó cũng như là nói thật rõ ràng để họ ghi lại và đem về để trình bày trước tòa đó là một cách nói vui thôi nhưng cũng cho thấy là sự bất lực của phía bóng bò trong thời điểm này khi thời gian đã cận kề và họ không còn nhiều cơ hội để lật lượt thấy cờ hồng loan đang rất là áp đảo và chúng ta tin tưởng rằng sẽ có một chiến thắng gian dội đến với con gái của người sĩ Vũ linh trở lại với câu chuyện hòa giải ngày hôm trước nó đã chính thức kết thúc và cũng khá lâu rồi chúng ta mới thấy được một hình ảnh cuống cuồng lo lắng và vô cùng sợ hãi của phía bóng bò thường thường khi sau mỗi phiên tòa thì những người dây cánh của họ rất là hay lên những bài viết để động viên cổ vũ lẫn nhau cũng như là khích tướng bên phía Hồng Loan nhưng không biết sao sau cái phiên tòa ngày 8 tháng 7 thì bên đó hoàn toàn im lặng ngay cả ông Sạc Bin bà Tiên Mỹ nhà báo 20k cũng im lặng một cách kỳ lạ trong thời điểm này có thể là bây giờ họ cảm thấy bất lực và không còn một lý lẽ nào để mà đứng ra bên vực cho phiếu bốn bò nữa. 15 ngày nữa họ sẽ phải cung cấp bằng chứng về di chúc miệng của nghệ sĩ Vũ Linh. Và chúng ta đang tự hỏi làm gì họ sẽ đào đâu ra bằng chứng và Má Tư Quốc Thanh có đăng một tấm hình mà chúng tôi thấy nó rất giống và phản ánh. Đúng tính chất vụ kiện của Hồng Loan đó là con kiến mà kiện củ phai. Đây là một vụ kiện vô ích và không có kết quả. Bởi vì bản thân không có một cái gì để làm bằng chứng, chứng minh được mình là lẽ phải nhưng lại đi kiện một người mà người ta có đã đầy đủ bằng chứng và giấy tờ hợp pháp, được pháp luật công nhận nhưng họ vẫn cố tình làm. Cái này người ta gọi là cố đấm ăn xôi, có thể là họ nghĩ rằng Hồng Loan lúc trước yếu đuối, nhu nhược nên họ muốn ăn hiếp và họ muốn lấn áp cái tinh thần Hồng Loan nhưng họ đâu ngờ mọi người là nghệ sĩ Vũ Linh lại lất linh thiên và đã đưa chị Ni kịp thời để giúp đỡ Hồng Lo có được một tinh thần vững chãi hơn, một chỗ dựa mạnh mẽ hơn và đặc biệt là có thêm luật sư Tiết Ngọc thì đúng là Hồng Lo giống như có hai nữ tướng hỗ trợ hai bên thì làm sao bún bò thắng được và ngày hôm qua hình ảnh đối lập nhất có lẽ là chị Ni ôm một sắp hồ sơ rất dày để đặt trước mặt của thẩm phán trong khi đó bún bò hỏi tới đâu thì ú ớ tới đó và không có trả lời được bởi vì họ không có bất kỳ một bằng chứng nào nói xác thực cả và chỉ là di chúc miệng rồi di chúc của nghệ sĩ vũ linh chứ hoàn toàn không thấy một giấy tờ gì cả